Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bây giờ là những thông tin chính sẽ được phát sóng trong bản tin ngày hôm nay. Ngoài những thông tin chính vừa rồi, tin nóng 24 giờ ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, giao thông đã chú ý trong thời gian gần đây và đặc biệt là những thông tin cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ có trong bản tin ít phút nữa. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết của phần tin nóng. Thưa quý vị khán giả, ngày nay các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày càng nhiều. Thủ đoạn phạm tội tinh vi, có bài bản gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong nhân dân. Mới đây ở tỉnh Đồng Nai, nhóm đối tượng là chị em kết hợp cùng con trai ruột đã gây ra hàng loạt vụ giàn cảnh nhặt đường điện thoại, xin chuột để chiếm đoạt tài sản của người dân tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Cụ thể, Nguyễn Thị Hoa tiếp cận nạn nhân ở khu vực các trụ ATM nhờ rút tiền giúp sau đó đưa ra một chiếc điện thoại iPhone 14, nói là mới nhặt được nhưng không biết tắt máy, nhờ các bị hại tắt dùm. Lúc này điện thoại sẽ đổ chuông, thì Hoa nhờ bị hại nghe dùm. Thực chất là do các đối tượng trong băng nhóm gọi vào để lừa bị hại. Bị hại ngỡ là chủ điện thoại gọi đến để xin chuột với giá 10 triệu đồng, nên đồng ý đưa một phần tiền cho Hoa đi gấp, giữ điện thoại chờ người đến chuột. Thế nhưng, trong khi giao dịch lấy tiền của bị hại, Hoa sẽ tráo chiếc điện thoại iPhone 14 thật và đưa cho bị hại chiếc iPhone 14 hàng nhái đã giấu sẵn trong người. Hoa khai nhận đã mua 50 chiếc điện thoại nhái để thực hiện các vụ lừa đảo. Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến cuối tháng 1 năm 2024, nhóm này đã thực hiện trót lọt 31 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 150 triệu đồng. Tiếp tục chương trình là một tình huống trớ trêu xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Khi đang trên đường vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc, nam công nhân quê Gia Lai đã dừng xe để giúp đỡ một nam thanh niên đang vất vả dắt xe đường dốc. Nhưng không ngờ lùng tốt lại đặt nhầm chỗ, vì kẻ gian này đã phóng chiếc xe của nam công nhân chạy mất. Ngay sau đó, công an xã Khu Đăng, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cũng đã phối hợp làm rõ thông tin trên. Theo anh Cơ Sơ Trương, 32 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, Ngày 18 tháng 2 vừa qua, anh cùng hai người thân điều khiển ba chiếc xe máy rời quê Gia Lai vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Khi đi qua tuyến đường tránh Buôn Hồ, thuộc địa bàn huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc, anh Siêu Khên, 36 tuổi, người thân của anh Cơ Soi Dương, phát hiện một nam thanh niên lạ mặt dắt xe máy 61G1-37687 lên dốc cao với bộ dạng mệt mỏi. Thấy vậy, anh Siêu Khên dừng lại để giúp, theo đó, anh Siêu Khơn dắt xe của thanh niên lạ mặt lên dốc, còn thanh niên kia điều khiển xe máy 81N1-22353 của anh Siêu Khơn rồi bỏ chạy mất dạng. Đáng chú ý, thời điểm bị mất xe, trên xe còn có vali chở một số đồ đạc, trong đó có trang sức trị giá hơn 10 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Thưa quý vị, tình hình buôn lậu sau Tết vẫn diễn biến phức tạp cụ thể một số lượng lớn rượu ngoại, nhang mũi, dầu gió không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa bị đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh Biên thu giữ, bắt giữ một đối tượng liên quan. Đối tượng khai nhận số hàng hóa trên là mua từ Campuchia của một người đàn ông tên Ni, quốc tịch Campuchia, không rõ họ tên, địa chỉ về để bán kiếm lời. Giao lúc 0 giờ ngày 21 tháng 2, Tổ công tác tổ chức mật phục chống buôn lậu trên kênh Diễn Tế, đoạn gần khu vực cống Ông Cần, thuộc phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, phát hiện một đối tượng đang điều khiển thuyền máy chạy trên kênh Diễn Tế hướng từ phường An Phú về phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên thuyền có 6 chai rượu Chivas Rego, 18.600 hộp nhang mũi nhãn hiệu trăm bốn 240 chai dầu nước vàng nhãn hiệu Sian Pouoi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo lời khai, đối tượng sinh năm 1998, thường trú tại thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tổ công tác đã đưa đối tượng, phương tiện, tăng vật về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Gần đây, tại địa phương mình và tỉnh Tây Ninh xuất hiện một băng cướp manh động chuyên hoạt động vào ban đêm với thủ thuật đặt bẫy trong đình rồi dùng hung khí chặn cướp tài sản. Và đặc biệt, mục tiêu của chúng thường nhắm đến là những người buôn thuốc lá lậu ngay sau đó, phòng cảnh sát hình sự hai tỉnh Long An và tây ninh đã phối hợp theo dõi, truy vết, chốt chặn nhiều tuyến đường để vây bắt nhóm tội phạm này. Nhóm đối tượng sau khi bị vây bắt đã đổi biển số giả, hòng trốn thoát, gồm Nguyễn Văn Cường 38 tuổi, Lê Tuấn Anh 35 tuổi, Nguyễn An Khương 25 tuổi và Huỳnh Châu Mười, 38 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu tây ninh, chạy tới khu vực ấp voi, xã An Thành, huyện Bến Cầu tây ninh thì bị lực lượng công an chặn lại cả bốn người bờ cửa xe tháo chạy nhưng đều bị tóm gọn. Bước đầu, cả bốn đều khai nhận thường xuyên mang theo bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu và cả bàn trông tự chế từ ván đóng nhiều đinh rồi thuê xe hơi bốn chỗ hoặc bảy chỗ. Sau khi gắn biển số giả, chúng chạy theo các tuyến đường từ Tây ninh đến Long An trong khoảng từ 18 giờ đến 6 giờ hôm sau để quan sát, tìm cách cướp. Mục tiêu chính là những người đi xe máy chở thuốc lá lậu khi phát hiện chúng sẽ chặn đầu xe hoặc ủi ngã rồi đánh đập người chạy xe để cướp hoặc trải bằng trông để cản trở xe hơi ở những đoạn vắng vẻ, khống chế tài xế rồi cướp. Đến thời điểm bị bắt, nhóm 4 người này đã thực hiện 6 vụ cướp, trong đó 5 vụ thuộc địa bàn tỉnh Long An và 1 vụ thuộc tỉnh Tây Đình. Nghi ngờ người hàng xóm có mối quan hệ ngoài luôn với vợ mình, đối tượng Nguyễn Văn Hoang mà quý vị đang thấy trên màn hình, đã cầm chai xăng đổ lên người đàn ông hàng xóm rồi châm lửa đốt. Ngày 23 tháng 2, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố vụ án đi điều tra về dấu hiệu giết người xảy ra tại quán bia trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt. Trước đó, vào chiều 22 tháng 2, công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo về việc ông TVH, 55 tuổi, bị tẩm xăng và đốt tại địa chỉ trên. Nghi phạm gây án là Nguyễn Giang Hoang, 45 tuổi. Nạn nhân và nghi phạm là hàng xóm của nhau. Do nghi vợ có mối quan hệ ngoài luồng với ông H, nên khi ông H đang ngồi nhậu với bạn bè ở quán bia, thì bất ngờ Nguyễn Văn Hoang đã cầm che xăng đổ lên đầu nạn nhân rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Hoang trời hiện trường. Sự việc xảy ra khiến ông Hát bị bỏng toàn thân và đang được cấp cứu điều trị. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một nữ sinh tử vong với vết đâm trên gật trong nhà kỹ, bên cạnh là một thanh niên bị thương nặng. Trước đó, hai người này đến thuê nhà nghỉ tại xã Erien, huyện Mơ Trắc. Sau đó, chủ nhà nghỉ phát hiện hai người có nhiều vết thương nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mơ Trắc. Tuy nhiên, nữ sinh đã tử vong, còn nam sinh được chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa dùng Tây Nguyên mổ cấp cứu. Theo nguồn tin ban đầu, nam thanh niên quê ở tỉnh Nghệ An. Thời gian gần đây, người này có tình cảm yêu đương qua mạng xã hội với nữ sinh nên vào Đắk Lắc. Nhận định ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm nên xảy ra vụ việc. Vào rạng sáng nay, tại một ngôi nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bất ngờ bốc cháy, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng cắt chuồng cọp cứu 3 người thoát nạn. Với nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến khoảng 3 giờ 54 phút, đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khống chế. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 2 giờ 50 phút ngày 24 tháng 2, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà dân địa chỉ số 357 Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ của Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàng Kiếm tới hiện trường triển khai chữa cháy. Tại hiện trường đám cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cứu được 3 người thoát khỏi đám cháy an toàn, gồm 2 người ở tầng 2 và 1 người ở tầng 3. Hiện tình trạng sức khỏe các nạn nhân ổn định, khu vực xảy ra cháy là ở tầng 1 của ngôi nhà. Hiện nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê, làm rõ. Tiếp nối chuyên mục tin nóng là thông tin liên quan đến tai nạn giao thông đường thủy và đường bộ những ngày qua. Ngày 23 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi xác nhận một tàu cá của người dân địa phương vừa va chạm với tàu hàng trên vùng biển Quảng Ngãi. Hậu quả làm tàu cá bị chìm, một người dân tử vong, sáu người bị thương và hai người mất tích. Sau đây là thông tin chi tiết vụ việc. Tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút, tàu cá QEDJ11126TS của ngư dân Nguyễn Đảm, sinh năm 1977, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi đã va chạm với tàu vận tải Trung Thắng 568 của công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng Minh Long. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 9 ngư dân, vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm, các ngư dân rơi xuống biển. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ và các tàu cá trong khu vực triển khai phương án tìm kiếm ứng cứu ngư dân. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã vớt được 7 ngư dân. Trong số này có một người đã tử vong, 6 người bị thương được đưa vào bờ cấp cứu. Trong chiều qua, trên vùng biển xảy ra tai nạn, các lực lượng tìm kiếm gồm Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, các tàu vận tải và tàu cá của ngư dân đang hoạt động trong khu vực đã nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm hai ngư dân mất tích các lực lượng trên biển đã phát hiện phần cabin, ngư lưới cũ và một số vật dụng của tàu cá QNG 11126TS đang trôi dạt. Dứt tàu đã bị chìm xuống dưới cái vùng biển và biện pháp tiếp theo thì chúng tôi sẽ triển khai cái lực lượng thà lặn để ra khu vực và lặn để tìm kiếm. Phát hiện phần cabin tàu cá QNG 11126TS đã tách rời khỏi thân tàu và trôi trên mặt nước. Các thợ lặng cho biết bên trong không có người, còn phần thân và máy tàu đã bị chìm sâu. Hai ngư dân mất tích được xác nhận là Nguyễn Thành, 55 tuổi và Phan Văn Thành, 36 tuổi, cùng trú ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Gần đây trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe tải lưu thông ngược chiều trên cao tốc Bắc Nam, đoạn Nghi Sơn Diễn Châu trong thời tiết sương mù dày đặc, khiến ai xem cũng phải thót tim vì hành động này quá nguy hiểm. Đến chiều ngày 23 tháng 2, đại diện cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị chức năng đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe tải đi ngược chiều trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu. Kết quả xác minh ban đầu xác định, khoảng 6 giờ ngày 20 tháng 2, tài xế BVS sinh năm 1975, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, đã điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên đường cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu. Tại cơ quan công an, nam tài xế khai nhận đang làm lái xe tải cho một công trình gần đó. Do không biết đường, anh này đã đi lên cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu. Khi biết đi nhầm đường, tài xế S quay lại và đi ngược chiều trên cao tốc để xuống nút giao. Sau khi cảnh sát lập biên bản, Nam tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được việc làm này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử lý tài xế S. Với vi phạm trên, anh S đối mặt với mức phạt 16 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 đến 7 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Tối cùng ngày trên Facebook xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chiếc ô tô 5 chỗ tự trôi xuống dốc, suýt gây ra tai nạn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo nội dung đoạn clip, chiếc ô tô 47A 46745 tự trôi xuống dốc lao vào vỉa hè và sượt qua lưng một người phụ nữ đang mua hoa tươi ở gần đường. Rồi chiếc ô tô tiếp tục tự trôi và đâm sầm vào một gốc cây gần đó mới dừng lại. Chủ xe cho biết mình đang bốc hàng phía sau và có kéo thắng tay, nhưng không hiểu sao ô tô vẫn tự trôi. Đoạn đường xảy ra vụ việc rất dốc, may mà người và tài sản đều không bị ảnh hưởng. Được biết, Vụ việc trên xảy ra tại cửa hàng hoa tươi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào lúc 9 giờ ngày 23 tháng 2. Chị N.L.N, chủ cửa hàng hoa tươi cho biết, vụ việc không gây thiệt hại tài sản. Sau khi xảy ra sự việc, chủ ô tô đã đến gặp chị N để xin lỗi. Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố Trần Văn Dũng, sinh năm 2004, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, ngày 23 tháng 12 năm 2023, sau khi uống rượu tại một đám cưới, một người bạn đã hỏi mượn xe máy của Trần Giang Dũng để đi đón bạn. Biết người này đã ngà ngà say, lại không có bằng lấy, nhưng Dũng vẫn đồng ý cho mượn xe. Hậu quả, anh này trên đường đi xảy ra tai nạn tự đâm, khiến bản thân tử vong. Theo kết luận giám định của lực lượng chức năng, nồng độ cồn trong máu của người này là 92,04mg trên 100ml máu. Sau đó, Trần Giang Dũng đã bị cơ quan công an tỉnh Hà Nam khởi tố. Qua vụ việc trên cũng là lời cảnh báo cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về trường hợp giao phương tiện giao thông cho người không đủ điều kiện điều khiển, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện và những người xung quanh. Ngày 23 tháng 2, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã mời chủ xe 16 chỗ vượt sai quy định trên đèo Brand lên làm việc. Theo đó, ngay sau khi video clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt đã vào cuộc xác định chủ xe. Theo đó, vào sáng 13 tháng 2, chủ xe có thuê một nam thanh niên điều khiển ô tô 16 chỗ nói trên hướng từ Đức Trọng lên thành phố Đà Lạt. Do gia đình có việc gấp, tài xế này đã vượt ô tô khách trên đèo Bren. Sau khi thấy sự việc gây bức xúc trên mạng xã hội, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an thành phố Đà Lạt đã lập biên bản làm việc, đồng thời tiếp tục mời tài xế trên để xử lý nghiêm theo quy định ngày 23 tháng 2, Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Bùi Thái Sơn, sinh năm 1997, để làm rõ về hành vi gây rối trực tự công cộng. Trước đó, giờ chiều 23 tháng 6 năm 2023, Bùi Thái Sơn đã thử ý lấy xe máy của anh PVT, sinh năm 1986, đang sống tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, rồi nằm trên yên xe và di chuyển trên đường cao tốc đại lộ Thăng Long, Kết quả điều tra từ công an quận Nam Từ Liêm xác định, Quyết trình nằm trên yên xe máy, Bùi Thế Sơn điều khiển phương tiện với tốc độ cao khoảng 70 km/h và vượt qua nhiều ô tô đi cùng chiều. Làm việc với đội cảnh sát giao thông số 11, Sơn thừa nhận có lấy xe máy của anh Tê đi chơi. Sau đó Sơn chạy xe vào đường cao tốc của đại lộ Thăng Long từ lối vào hầm chui Trung Hòa. Lúc chạy trên đường cao tốc, tài xế này nằm trên yên xe đúng như nội dung clip đăng tải. Sau đó tài xế chuyển hướng ra khỏi đường cao tốc tại nút giao đường 70 nhổn. Bùi Thế Sơn khai nhận đây không phải lần đầu có hành vi nằm trên yên xe máy khi đang lấy xe. Công an đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với năm tài xế. Kính thưa quý vị, câu thành ngữ cháy nhà, ra mặt chuột này có thể hoàn toàn hiểu theo nghĩa đen khi mới đây một cư dân bạn đã suýt lâm vào cảnh cháy nhà chỉ vì một con chuột. Cụ thể như thế nào mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây và hết sức cảnh giác chuyện bếp nút trong gia đình tránh xảy ra tình trạng tương tự. Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 45 phút ngày 19 tháng 2. Camera ghi lại tình huống chú chuột chạy qua dùng cảm ứng của bếp, khởi động được bếp từ. Không ngờ chú chuột chạy ngược lại một lần nữa, kết quả chức năng đun nấu. Trên bếp có sẵn chiếc nồi thức ăn. Sau khoảng nửa tiếng, nồi khét và khói mịt mù gian bếp. Thậm chí, khói còn bay lên các tầng khác trong nhà nhưng không ai hay biết may mắn bé gái thức dậy chuẩn bị đi học nên phát hiện xử lý sự cố nếu không thì hậu quả khó lường Liên quan đến trộm cắp là một tình huống vừa xảy ra tại quận Cò Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Khi thấy một bé gái đang ngồi bấm điện thoại, không để ý trong coi cửa hàng, một đối tượng nam có pha cũng đồ chấp đoán Tình huống xảy ra vào gần 9 giờ tối 21 tháng 2 ở tiệm cầm đồ. Bé gái trong nom cửa hàng, thấy có khách liền gọi giới vào trong để thông báo. Sau đó, bé gái mải mê bấm điện thoại. Đối tượng nhanh chóng chớp thời cơ, giới tay vào thủ kính, rồi lấy tài sản là chiếc điện thoại, rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến chưa đầy 30 giây. Quý vị, nằm ngay trung tâm thành phố Việt Thanh, tỉnh Hồ Giang, chợ Chồm Hổn đã trở thành cái tên quen thuộc khi nhắc đến những ngôi chợ quê độc đáo của miền Tây. Nơi này có từ chục năm trước, chuyên bán nông sản địa phương theo kiểu mua nào thức đáy. Không mái che, ô dù hay sạp hàng chỉ có những thúng mẹt đơn giản. Nhưng nơi đây không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Và ngay bây giờ, một quý vị cùng theo chân nhóm phóng viên miền Tây kỳ thú khám phá chợ chồm hổm độc đáo ở miền Tây này chợ trồng hổm nằm dưới chân cầu Cái Nhút, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Cái tinh chợ được hình thành dựa vào tập tính sinh hoạt của người dân. Ở đây, người bán thường ngồi xổm hoặc kê ghế nhỏ, bày biện hàng hóa trong khoảng 2 đến 4 mét vuông quanh mình. Người buôn bán chợ này không phải là tiểu thương, phần lớn họ là những nông dân chính hiệu, chuyên bán nông sản địa phương theo kiểu mùa nào thức nấy. Từ thì tôi bán ở đây là 16 năm rồi đó. đồ cái này đồ đồng không ạ? À? Cái này mình tự kiếm, Ừ, nè, kiếm được ra bán vậy đó. Chợ Trồng Hủm họp sớm tan sớm, chợ họp từ lúc 2-3 giờ sáng và tan chợ lúc 10 giờ trưa. Khi trời vừa hửng, từ 6-7 giờ sáng là lúc chợ đông đúc, tấp nập nhất, với diện tích hơn 700m2. Từ trên cao nhìn xuống, những sạp hàng đầy màu sắc được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, tạo lối đi cho người mua. Các tiểu thương thường ngồi giữa sạp của mình để quán xuyến hàng hóa cũng như thuận tiện trong việc mua bán. Các loại nông sản đa phần là do nhà trồng tự thu hái nên giá cả có phần rẻ hơn so với chợ trong khu vực. Cỡ 1 giờ, 2 giờ rồi là ta nhóm đông lắm tại vì người khách hàng người ta mua đi người ta bán lại. Mấy người đó là người ta mua người 5 7 kg, người ta mua đi người ta đem xe đẩy dài dài đó, người ta bán lại. Cá đồ hả chị? Cá đồ gãy rồi tất cả hết trơn luôn, người ta mua người ta bán lại không à. Rồi giá sáng là mình mới bán cho mấy người ăn. Còn giá ban đêm là chợ đêm, nhóm chợ đêm là người ta bỏ cho mấy người đi bán lại. Đông lắm, buổi sáng đông lắm trong vườn người lớp nào bán hàng vô tùm lum hết chân đông lắm tại vì mình mua bán mình vui vẻ với khách hàng thì người ta thích mình người ta xuống đây người ta tìm người ta mua dưới đây các bạn. ở, chợ này con biết sao người dân người ta trồng đồ đó ra bán nhiều cái rau sạch lắm mà dưới bán giá hợp lệ rẻ hơn những các chợ khác cô thường đi chợ là cuối ngày nào cũng đi hết đi là cô mua như đi sớm thì rau còn ngon nữa đi trễ còn nhiều khi hết không có mua nữa mà nó bán hợp lý rẻ đó, nhưng mà người dân nó thường thường người ta trồng có như người ta bao lại nữa mình phải mua về mình ăn mình lựa những người đó đó ăn tốt lắm. cách bày biện hàng nông sản tại chợ trùng hổm vẫn chưa được nét chân quê mộc mạc khu chợ độc đáo không chỉ là nơi giao thương mà còn lưu giữ nét văn hóa chợ quê truyền thống của miền tây đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ của đài phát thanh và truyền hình Long An cũng đã hết xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bản tin này sẽ quay trở lại vào ngày mai lúc 18 giờ để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.